Lực lượng cảnh sát cơ động với nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an đô thị, liên tục tuần tra, đảm bảo giao thông và an ninh trật tự, bảo vệ vòng ngoài nhiều sự kiện lớn, trọng đại, với đặc thù công việc 24/24 giờ, mang lại bình yên trong cuộc sống. Phát huy tinh thần đó, tuổi trẻ cảnh sát cơ động thủ đô đã có nhiều hoạt động đổi mới, đặc biệt là những hành động thiết thực trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi đã quyết định phối hợp cùng với nhóm chia sẻ yêu thương, tổ chức làm mũ chắn giọt bắn để có thể hỗ trợ các y bác sĩ, các chiến sĩ, nhân viên y tế trong tuyến đầu phòng chống dịch. Dù không huy động nhiều vì phải đảm bảo cái giãn cách xã hội, thế nhưng những đồng chí, những đoàn viên tham gia hoạt động này rất là trách nhiệm, tranh thủ những cái giờ nghỉ 1-2 tiếng thì cũng thế là góp phần vào quá trình hoàn thành một chiếc mũ. Cuộc chiến với COVID-19 vẫn còn kéo dài, diễn biến khó lường. Chỉ cần mỗi người đều có ý thức, có đóng góp dù nhỏ như những gì mà các chiến sĩ cảnh sát cơ động thủ đô và các nhóm thiện nguyện vẫn đang làm, đó sẽ là nguồn cổ vũ vô cùng lớn cho các cán bộ, bác sĩ, y tá, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch vẫn đang ngày đêm gồng mình chiến đấu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân.